Đây chẳng phải là không gian phố ông đồ như ở nhiều nơi, nhiều tỉnh thành trong cả nước vẫn thường tổ chức vào mỗi dịp Tết đến xuân về, mà là một không gian khá khiêm tốn đã được ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam thuộc Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng bố trí để các ông đồ nơi đây múa bút đầu năm, làm nên nét đẹp dung dị giữa đời thường trong câu chuyện xin chữ và cho chữ. Có thể thấy tại trường trung học phổ thông chuyên Thăng Long, thành phố Đà Lạt, việc lần đầu tiên Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng phối hợp với nhà trường tổ chức một không gian thư pháp như thế này không chỉ đã mang đến một bầu không khí thân thiện, gần gũi giữa những người cho chữ và những người xin chữ, mà còn tạo nên một không gian tương tác đặc quánh chữ nghĩa, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các em học sinh, nhất là đối với các em là học sinh chuyên văn của trường, trong tâm trạng háo hức và đầy phấn khích. Khi con là người đầu tiên được nhận thư pháp thì con cảm thấy rất là vui mừng và cảm thấy mình may mắn khi mà được bác Mưu Lê viết cái chữ mà trước giờ mình luôn mong muốn là sẽ đạt được trong cuộc sống và cũng như là phù hộ mình trong mọi chuyện mà mình đi. Và chữ cát đó thì thể hiện cho sự việc là mong mọi thứ sẽ đầy đủ phú quý, mọi thứ sẽ an yên và cuộc sống sẽ đủ đầy như những gì mình mong muốn. Con cảm nhận là nét chữ đó nhẹ nhàng nhưng mà cũng đầy mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện được cái sự muốn cho đi của bác Mưu. Ở một không gian khác, ngay bên cạnh không gian thư pháp Việt, lần đầu tiên các em học sinh chuyên văn của trường cũng được hòa mình vào câu chuyện tranh chân dung và làm mẫu miễn phí cho những bức ký họa chân dung khá sinh động của họa sĩ Vì Quốc Hiệp. Tại không gian nơi đây, các em như được bắt gặp chính mình, rất đổi hồn nhiên, trong sáng qua từng nét phác thảo, từng nét vẽ điêu luyện của người họa sĩ phố núi. Ở đây là lần đầu tiên, tại nãy con có thấy bác vẽ một bạn khác mà thấy bác vẽ rất là giống bạn đó, với lại rất là xinh luôn, nên là con mới nhờ bác vẽ con. Con cảm thấy bức họa con rất giống, rất đẹp, kiểu đường nét nó mềm mại. Con nhìn vô bức tranh thì con rất là vui tại vì nó rất là giống con. Con sợ là kiểu nó sẽ nhìn nó sẽ không được tươi, nhưng mà không ngờ là bác vẽ đẹp đến vậy. Đưa nghệ thuật hội họa, đặc biệt là đưa nghệ thuật thư pháp Việt đến với trường học, đến với các em học sinh trường chuyên, quả là điều thực sự thú vị. Sự thú vị ở đây không chỉ dừng lại ở câu chuyện văn hóa, xin chữ và cho chữ, mà điều quan trọng hơn cả đó là đưa một bộ môn nghệ thuật đặc biệt, nghệ thuật thư pháp Việt đến gần hơn với các đối tượng học sinh trong trường học, giúp các em có được những hiểu biết cơ bản về bộ môn giàu hàm lượng văn hóa này. Nguyên tiêu năm nào thì chúng cũng đều là tổ chức viết thư pháp. Đặc biệt năm nay thì chúng tôi viết tại trường chuyên Thăng Long. Các em rất là thích thú, các em rất là mê cái bộ môn này. Mà lúc mà tôi viết cái thư pháp mà để tặng cho các em, cho các cháu, tôi rất là cảm xúc. Các cháu phải xếp hàng rất ngay ngắn, mà thậm chí đến lúc mà phút cuối có cháu không nhận được bức thư pháp, các cháu có vẻ mặt buồn buồn. Tôi cảm thấy đó là một điều hạnh phúc của người viết thư pháp. Có thể nói, nỗ lực gìn giữ, kế thừa và phát triển tiếng Việt, chữ Việt, cũng như giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt của các ông đồ phố núi nhằm trao truyền cho thế hệ sau là điều rất đáng trân quý. Nếu xem thư pháp là bức tranh nghệ thuật của những con chữ, thì câu chuyện xin chữ và cho chữ đã mở ra một không gian văn hóa đặc biệt, góp phần nuôi dưỡng phần hồn của mỗi người trong dòng chảy bất tận của văn hóa Việt Nam. Hình ảnh ông đồ, con chữ và hoạt động xin chữ, cho chữ là một trong những nét đẹp giữa đời thường cần phải được tiếp tục nuôi dưỡng và phát huy trong không gian số hiện nay. Nét đẹp ấy cần được gìn giữ và tiếp nối để những con chữ mãi reo vui và thăng hoa trong không gian thư pháp Nam Tây Nguyên.